nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, thì trong buổi chiều mưa ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Nguyễn Nhân Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp. Đường Nguyễn Nhân Khối là đường cây trăm cũ á cả nhà. Ngay vị trí thì xếp bên công viên làng hoa, ngay góc Nguyễn Nhân Khối mình giao với đường Lê Văn Thọ nha. Vị trí này thì di chuyển về chợ đêm Hạnh Thông Tây cũng rất là gần luôn, cách ngã năm Gò Vấp và 5 đến 7 phút di chuyển, và mình di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 15 phút thôi. Thì gửi khách hàng mình một căn nhà phố với lợi thế diện tích chiều ngang là 4m3, chiều sâu là 20m, tọa lạc trong khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi, toàn là nhà phố và biệt thự không thôi. Và Hằng Ni đang có mặt tại trục đường chính phía trước, em bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan nè. Đó, đường trước nhà của mình. Khu vực này thì đường hiện hữu rộng 8m nha. Ba chiếc xe ô tô, xe tải và xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được. Ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi. Ngoài này thì còn mình có quán ăn nè cả nhà, rồi cà phê, rồi tiệm tóc, tiệm nail đầy đủ luôn á. Ngay vị trí thì tập trung rất là nhiều tiện ích luôn. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu tọa lạc trong một con hẻm nội bộ, toàn là nhà phố và biệt thự không thôi á. Đó, đường của mình thì chảy nhựa, hiện hữu rộng 7m nha. Kế bên nhà mình là những căn biệt thự sân vườn, một căn nhà phố lọt thỏm trong khu vực này. Phân khúc giá bán, gia chủ đang hạ giá rất là gấp luôn rồi, chỉ 10 tỷ hơn thôi. Giá còn thương lượng mạnh nữa. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này thì liên hệ cho Hằng Ni để nhận ngay giá chốt rất là tốt trong thời điểm hiện nay luôn. Đó, kế bên ngôi nhà của mình nè cả nhà, là một căn biệt thự nhà vườn thiết kế theo mẫu tân cổ điển. Và bên đây cũng là một căn biệt thự luôn. Khu nhà này thì tương đối an ninh luôn rồi, có camera khu phố rất là an ninh, an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu kết cấu là một trệt ba lầu mẫu thiết kế hiện đại như cả nhà. Bên trên được gia chủ mình có chỗ ban công ra bên ngoài nè. Thuộc hướng chính là hướng nam, hơi ghé tây nhẹ, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mời là tây tứ trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m3, chiều sâu là 20m, khuôn đất của mình công nhận là 85m2, phong thủy rất là tốt luôn. Công năng sử dụng bên trong nhà rờm, phòng khách, phòng bếp, khu vực radio ô tô. Bên trên gồm 4 phòng ngủ và đặc biệt nhà mình không thể thiếu là phòng karaoke, phòng xông hơi, an cư sinh sống nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình. Bên trên thì gia chủ có thiết kế cho mình phòng thờ nè, ban công, sân thượng, khu vực trồng cây, trồng hoa, khu vực giặt sấy đầy đủ luôn cả nhà. Một ngôi nhà với diện tích phải nói là siêu dài luôn rồi. Ngay khu nhà tương đối đẹp luôn nha, khu an ninh. Gia chủ thì đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá chỉ 10 tỷ hơn thôi. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nha. Đó, buổi chiều nè cả nhà, hàng xóm xuống đây tập thể dục thể thao, trẻ em mình xuống chơi, tương đối an ninh luôn á. Một vị trí nhà rất là mát luôn. Nhà mình thuộc hướng chính là hướng nam, hơi ghé tây nhẹ, cho nên là hướng này không có bị nắng vào buổi chiều đâu. Và không gian khu vực tầng trệt được gia chủ trang bị gồm hai lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm một lớp cửa nhôm Sinfa kính cường lực 10 ly. Khoảng này được gia chủ thiết kế nằm radio ô tô, mình có thể đổ được xe ô tô 4 trò 7 trò xe bán tải nha cả nhà. Đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện rồi. Hai phía bên thành tường của mình ốp gạch cao phun trần luôn, tông chủ đạo là màu xám. Bên dưới gạch là gạch 61m2, tông là màu trắng, chống trầy, chống chân chợt. Đó, di chuyển bên trong ngôi nhà, được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực phòng khách nè. Sofa, bàn trà, mảng tường này mình ốp những cái tấm nhựa PVC làm điểm nhấn. Đó, những cái làm giày da gỗ thêm những cái phiêu chỉ màu vàng nha. Và đặc biệt là bên trên trần của mình nè cả nhà, quá là chill luôn á. Mình ốp những cái tấm trang trí làm điểm nhấn, kính cường lực màu trà, thêm đèn chiếu sáng lung linh gì đâu luôn. Đẹp chưa? Và di chuyển bên trong ngôi nhà thì được gia chủ thiết kế bậc cấp nhẹ nhẹ nè. Phía dưới chân bậc cấp của mình có đèn led chiếu sáng luôn á. Và mình có một cái vách ngăn riêng biệt, ngăn cách với khu vực cầu thang và khu vực phòng khách phía trước nha. Đó, tấm vách trang trí làm điểm nhấn nè. Phía sau thì thang bộ của mình được gia chủ mình ốp đá ma bồ, tay vịn lan can bằng sắt. Phía dưới chân cầu thang của mình có đèn led chiếu sáng luôn á. Và cuối nhà của mình được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực phòng bếp. Đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện rồi. Mình có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ lạnh lớn hai cánh, bộ bàn ăn 6 ghế, liên thông là khu vực quầy bếp đảo nè cả nhà. Bên trên đèn của mình là trần chìm giật cấp, đèn led âm trần á, lung linh gì đâu luôn á cả nhà ơi. Một căn nhà quá đẹp luôn. Và đặc biệt đó là nhà mình, cuối nhà được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực nhâm nhi một ly trà, một ly rượu, khu vực kiến trời, khu vực trồng cây, trồng hoa nha. Đó, đẹp chưa cả nhà?
Khoảng này là thông tầng lên phía trên. Bên trên được gia chủ thiết kế làm ô cửa giếng trời lánh sáng trực tiếp ra ngôi nhà. Đó, quá là chiều luôn, khu vực trồng cây, trồng hoa. À mà cả nhà mình có nhu cầu, nếu mà mình thích làm hồ bơi á cả nhà, thì cuối nhà này thằng Ni sẽ nói gia chủ mình thiết kế thêm một không gian khu vực hồ bơi cho gia đình mình nữa nha. Đẹp quá cả nhà ơi. Nhà tủ bếp trên, tủ bếp dưới được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mỏng bảo hoàn cho thay mình trong thời gian sử dụng. Trong đó mình có bếp âm mặt đá, máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, bồn rửa đầy đủ hết luôn á cả nhà. Ngay phía bên tay trái của Hằng Ni nè, mảng tường này được gia chủ mình ốp gỗ thêm những cái phiêu chỉ màu vàng làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Một căn nhà mua về chỉ có an cư sinh sống ngay chính ngôi nhà của mình thôi. Cả nhà mình á thích một căn nhà diện tích to, ngang 4m3, chiều sâu là 20m, khuôn đất công nhận cho ngôi nhà này lên tới 85m2 lận á, thì đừng bỏ qua căn nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu nha. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Và tại khoảng không gian khu vực tầng trệt của gia đình mình đó cả nhà, được gia chủ mình có thiết kế toilet sử dụng tại đây luôn. Toilet sử dụng tại tầng trệt nè, dành cho khách đến chơi nhà hoặc là gia đình mình sử dụng. Đó, mình có bồn vệ sinh, gạch ốp phun trần bên trong nha. Đây, cùng em chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa không gian khu vực bếp nè cả nhà. Bếp tương đối rộng luôn á. Nhà dài gì đâu luôn, dài lên tới 20m mà chiều ngang là 4m3. Em bắt đầu di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà. Không gian khu vực lầu đầu tiên, nhà mình là một trệt 3 lầu nha. Giá bán gia chủ đang giao là hơn 10 tỷ một tí thôi. Nhẹ nhàng thôi nha cả nhà. Còn bớt chút thêm mình thiện chí mua nhanh nữa. Quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ni nha. Em sẽ báo giá chốt rất là tốt trong thời điểm hiện nay luôn. Không gian khu vực lầu 1 được gia chủ thiết kế là một phòng ngủ đầu tiên. Đây, cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển vào để tham quan. Nhà mình nó gia chủ có thiết kế cho mình phòng xông hơi nè, rồi phòng karaoke, mua về chỉ có an cư sinh sống nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà thôi. Đó, phòng xông hơi của gia đình mình nha. Mình có bồn tắm nằm, bồn tắm sụp, lavabo, bồn vệ sinh đầy đủ hết luôn. Phòng ngủ master nè cả nhà. Quá là chill luôn á. Đó, khu vực phòng xông hơi đá nóng, xông hơi nước, xông hơi khô đầy đủ luôn rồi. Gạch thì gia chủ mình ốp phun trần luôn. Bên dưới gạch là mình lót gạch 60 1m2, tông là màu trắng nha cả nhà. Thành tường của mình kìa, gia chủ mình ốp những cái viên gạch màu xám khói á, thêm những cái viên gạch màu đen, nhìn nét gì đâu luôn á. Bên trên trần của mình là gia chủ sử dụng cho mình là những cái lam dừa dừa gỗ nè cả nhà. Quá là lung linh luôn. Đó, có đèn chiếu sáng nè, rồi tranh treo tường đầy đủ luôn nha. Và di chuyển vào bên trong không gian khu vực phòng ngủ, được gia chủ mình thiết kế cho mình một cái vách kéo tại đây, sử dụng là cửa sinh pha, rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Đó, không gian khu vực phòng ngủ chúng ta có giường ngủ nè, sofa, hệ tủ táp đầu giường và thêm bộ ghế đôn để ngồi, rồi thêm những cái cuốn sách treo tường nè cả nhà, lung linh ha. Bàn học, bàn trang điểm đầy đủ hết luôn. Có hai cái chú chim nhỏ nhỏ ở đây nè. Hay chưa, đối diện nhà mình là căn biệt thự á. Quá là chill luôn á. Đó, đẹp ha cả nhà. Đây mình có tủ quần áo phun trần luôn. Một căn phòng, phòng ngủ master của gia đình mình. Quá là đẹp. Ngôi nhà này do kiến trúc sư Mai Đo thiết kế, có bảo hành với mình trong thời gian an cư sinh sống ngay chính ngôi nhà của mình. Và cùng Hằng Ni, chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau nè cả nhà. Cả nhà mình nó quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà cho bán tốt nhất nha. Đó, à đây nè cả nhà. Phía dưới khu vực chiếu nghỉ, hành lang cầu thang của mình được gia chủ mình ốp đá marble trải dài luôn á. Quá là nét luôn. Và phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau, đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện rồi. Chúng ta có giường ngủ, bàn trang điểm, hệ tủ táp đầu giường, tranh treo tường, máy lạnh sử dụng riêng luôn. Đẹp chưa? Đây, mình có tủ quần áo, kệ tủ tivi, lavabo đun sôi nằm phía bên ngoài nè. Tranh treo tường, máy lạnh sử dụng riêng đầy đủ hết rồi. Lavabo đun sôi và ô cửa sổ. Mở cửa ra thì mình sẽ lấy gió, lấy sáng ở phía sau đó nha. À, đó cả nhà. Thì ánh sáng trực tiếp dội vào luôn. Mình còn một con hẻm hậu phía sau nữa, cho nên rất là thông thoáng luôn nha. Đây, không gian khu vực toilet nè. Mình có bồn vệ sinh, lavabo, đun sôi, vách kính ngăn riêng. Và
rồi tấm hoa sen đứng gạch ốp phun trần. Ngôi nhà này thì Hằng Ni thích nhất là không gian khu vực lavabo đun sôi á cả nhà. Nằm phía bên ngoài, cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất năm nay luôn. Đó, đẹp ha. Rất là thuận tiện để mình sinh hoạt luôn á. Nhiều khi mấy chị của mình á, mà mình có make up hay là mấy cái đồ trang điểm gì đó mình để đó cũng rất là thuận tiện luôn. Và em tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan. Một ngôi nhà gia chủ thiết kế có phòng xông hơi nè, rồi phòng karaoke, mua về chỉ có an cư sinh sống nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình thôi. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì alo cho em. Hoặc là bấm vào kênh YouTube Nhà đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà khách hàng mình lựa chọn ngay. Một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Không gian khu vực phòng ngủ thứ 3 nằm tại lầu 2 và phòng karaoke liên thông với khu vực phòng ngủ master này nè cả nhà. Đó. Chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tivi, rồi dàn loa âm thanh, hệ thống cách âm đầy đủ hết rồi. Đây, sử dụng máy lạnh riêng luôn. Quá là chill luôn á. Căn phòng này đẹp chưa? Đó. Thích nhất cho ngôi nhà này là phòng ngủ master liên thông với nhau á cả nhà, rồi dán giấy dán tường nữa. Đó, quá là chill luôn. Và di chuyển ra phía trước nè cả nhà. Được gia chủ thiết kế cho mình toilet sử dụng riêng tại đây luôn nha. Toilet ở đây thì mình có bồn vệ sinh lavabo đun sôi nè. Rồi tấm hoa sen đứng gạch ốp phun trần luôn. Đầy đủ hết rồi. Và phòng phía trước được gia chủ thiết kế hoàn thiện rồi. Đó, chúng ta có giường ngủ nè. Tủ quần áo phun trần luôn, rèm màn cửa hai lớp, rồi ban công nhẹ nhẹ cho cái phía trước trồng cây trồng hoa. Bộ rèm màn cửa màu xanh ngọc nữa cả nhà. Nhìn ngọt ngào gì đâu luôn á. Đối diện nhà mình là căn biệt thự nhà vườn. Khu này thì dân cư mình ở tương đối an ninh luôn. Kệ tủ tivi đầy đủ luôn nha. Bên trên trần của mình nè. Đó, đèn chiếu sáng. Quá là nét luôn á cả nhà. Ngôi nhà này gia chủ mình đang rất là ngọt luôn. Cả nhà mình quan tâm thì Hằng Ni sẽ hỗ trợ thương lượng với giá bán hợp lý nhất. Đó. Đây. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ tư nằm ở phía sau để tham quan ngôi nhà. Phòng thứ tư ở phía sau đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện rồi. Chúng ta có giường ngủ nè, hệ tủ tách đầu giường giống y chang tầng bên dưới luôn, cho nên Hằng Ni sẽ lia máy nhanh nha. Nhà mình đã thiết kế hoàn thiện rồi, mua về chỉ cần xách vali vỏ thôi. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy nhớ alo cho Hằng Ni. Và đừng quên khi xem hãy cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Hằng Ni rất là trân trọng cảm ơn quý thầy mình rất là nhiều. Đó, không gian khu vực toilet nè cả nhà. Cũng đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh rồi. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng phía trên để tham quan ngôi nhà nha. Không gian khu vực lầu thứ 3, lầu sân thượng, khu vực trồng cây trồng hoa của gia đình mình. Nhà này dài lắm luôn á, dài 20m luôn. Ngang 4m3, chiều sâu là 20m, khuôn đất công nhận lên tới 85m2 lận. Không gian khu vực bên trên là cả nhà được gia chủ thiết kế là trần diềm vượt cấp, đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng á. Mình sẽ có sân thượng phía trước, sân thượng phía sau, rồi không gian khu vực phòng thờ đầy đủ luôn, phòng thờ ông bà tổ tiên tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Đây sân thượng phía sau nha, mình làm khu vực giặt sấy, khu vực sân phơi để máy giặt máy sấy, rồi lên đây tổ chức tiệc nướng BBQ. Gia đình mình có trồng đầy đủ cây xanh luôn rồi nè, gạch thì ớt cao luôn á cả nhà, cho nên lên đây mình lau chùi rất là thuận tiện luôn. Những cái khung sắt bảo vệ bên trên. À thì gia chủ mình còn làm thêm cái mái che ở trên này nữa nè. Những mái che BK hoặc là bằng kính á, thì tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Hoặc là gia đình mình có nhu cầu á, sử dụng mấy cái kéo đó cả nhà. Mấy cái rèm kéo thì Hằng Ni sẽ nói gia chủ mình thiết kế cho mình nha. Có trồng mà hoa đầy đủ luôn rồi. Đó. Khu vực này tổ chức tiệc nướng BBQ, mình còn một cái thần tâm phía trên nữa. Đây đặt bồn nước hay máy nước nóng năng lượng mặt trời. Một ngôi nhà quá là đẹp luôn á cả nhà. Không có chỗ nào để chê luôn. Và di chuyển ra phía trước nè. Không gian khu vực phòng thờ ông bà tổ tiên, tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình, phong tục tập quán của gia đình mình nha. Còn thiếu một cái lối cửa ở đây nữa.
Nhiều khi gia chủ mình đang không biết là gia đình mình có sử dụng phòng thờ hay là thích cái phòng, cái tầng sân thượng ban công rộng. Cho nên nó là quý khách hàng mình vào thì mình cứ yêu cầu hàng ni sẽ nói gia chủ mình làm thêm nha. Đó, có khu vực bộ ghế ngồi để chiêu đầy đủ hết rồi. Bên trên này có mái che sẵn hết luôn. Phía trước nè, mình lên đây để thêm một ghế xích đu để ngồi nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, gia đình mình quây quần bên nhau. Không gian này thì view trực diện ra khu biệt thự, căn biệt thự kế bên nhà mình luôn. Đó, căn biệt thự nhà vườn nha cả nhà. Khu nhà này thì tương đối an ninh luôn rồi á. Kế bên nhà mình cũng là căn biệt thự luôn nè. Đây, nhà mình thì cách mặt đường đường rất là gần luôn, chỉ 20 mét di chuyển thôi. Một khu nhà thì khu này thì có cán bộ và nghệ sĩ sinh sống ở cả nhà, cho nên là tương đối an ninh luôn. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Và video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý thầy mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn rất là chân thành của quý thầy mình, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Và em xin kính chúc gia đình mình, các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.